Lật Mặt 7, một điều ước là phần phim thứ 7 của thương hiệu điện ảnh Lật Mặt do Lý Hải đạo diễn, kiêm viết kịch bản và tham gia diễn xuất, chính thức khởi chiếu từ ngày 26 tháng 4. Phim nhanh chóng lọt top 1 vòng vé Việt, bỏ xa loạt đối thủ trong nước và ngoài nước. Lật Mặt 7 đang đổ xô các kỷ lục về phần tiền nhiệm, được dự đoán sẽ vượt qua 300 tỷ doanh thu của mùa 6, trở thành phần phim ăn khách nhất series. Lý Hải chính thức gia nhập câu lạc bộ đạo diễn nghìn tỷ cùng Trấn Thành. Trước khi phim Lật Mặt 7 ra mắt, tổng doanh thu của series Lật Mặt đã đạt đến cột mốc 800 tỷ đồng. Trong đó Lật Mặt 1 đạt doanh thu là 72 tỷ, Lật Mặt 2 đạt 80 tỷ, Lật Mặt 3 thu 85 tỷ, Lật Mặt 4 thu 120 tỷ, Lật Mặt 5 đạt 150 tỷ và Lật Mặt 6 ca kiếm 300 tỷ. Theo đơn vị quan sát phòng vé độc lập của Book Office Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 5, Lật Mặt 7 đã xấp xỉ chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Thành tích này đạt được sau hơn 5 ngày rưỡi công chiếu chính thức, nhanh nhất trong các phần phim của Lý Hải. Với đà bán vé hiện tại, con số này được dự đoán sẽ còn tăng trưởng trong thời gian tới. Lật Mặt 7 cũng trở thành phần phim tốt nhất của Lý Hải nếu xét về mặt thương mại. Phim cũng đã sớm hòa vốn, sinh lời, đặt tiền đề cho những mùa tiếp theo. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và khán giả, Lý Hải đã gia nhập câu lạc bộ đạo diễn nghìn tỷ. Trước đó Trấn Thành là thành viên đầu tiên khi tổng doanh thu 3 dự án mà anh đạo diễn, đồng đạo diễn là Bố Già, Mai và Nhà Bà Nữ vượt 1.000 tỷ đồng. Thành tích này không bất ngờ bởi Lật Mặt được xem là thương hiệu quốc dân, sở hữu tệp khán giả đa dạng, lượng fan trung thành đông đảo. Lý Hải cũng chính là một trong những đạo diễn tay ngang xuất sắc nhất hiện nay. Giải mã thành công của Lật Mặt 7, Lý Hải lên tay hay gặp may. Ra mắt từ năm 2015, vũ trụ điện ảnh, Lật Mặt nhanh chóng tạo nên cơn sốt bởi nội dung hấp dẫn, diễn xuất tròn trịa của dàn cast. Tất cả các phần phim Lật Mặt đều có doanh thu cao ngất ngưởng, góp phần giữ vị thế của Lý Hải, cũng như độ uy tín của thương hiệu. Đặc biệt, ngoài Lật Mặt, chưa có series nào đủ uy tín, chất lượng trên bản đồ điện ảnh Việt. Tính riêng mảng series điện ảnh, Lý Hải gần như thế độc tôn. Giải mã thành công của Lật Mặt 7 có thể kể đến nhiều yếu tố như sự chỉn chu trong khâu xây dựng kịch bản, ghi hình, dựng phim. Ngoài ra, diễn xuất của dàn cast là yếu tố quan trọng để níu chân khán giả. Ở Lật Mặt 7, Lý Hải đã chọn diễn viên rất chuẩn, các gương mặt từ cũ đến mới đều có màn nhập vai ấn tượng. Nghệ sĩ Thanh Hiền khắc họa thành công hình tượng người bà, người mẹ hiền lành, chịu thương, chịu khó. Quách Ngọc Tuyên, Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung như sống trong nhân vật Thái Vũ, Thu Hà Cherry, tuy là những tân binh của mảng điện ảnh nhưng nhập vai rất mượt. Bên cạnh đó, sức hút có sẵn từ thương hiệu Lật Mặt cũng là một yếu tố quan trọng góp mặt làm nên thành công của tác phẩm. Cũng như tác phẩm phim trước, Lý Hải không chọn những ngôi sao lớn để thu hút khán giả đến rạp, mà anh chọn diễn viên theo tiêu chí hợp vai. Chính vì điều đó, trong hầu hết các tựa phim của Lý Hải, khán giả dễ dàng bắt gặp những gương mặt mới toanh nhưng lại rất hợp vai. Các diễn viên chỉ cần làm tốt nhiệm vụ diễn xuất rồi phối hợp tuyên truyền, còn Lật Mặt vốn đã là có chỗ đứng trong lòng giới mộ điệu điện ảnh. Thêm nữa, Lật Mặt 7 gần như không gặp đối thủ quá mạnh kể từ khi phim ra mắt. Phim dễ dàng át vía các dự án trong và ngoài nước như Cái Giá Của Hạnh Phúc, Vây Hãm, Kẻ Trừng Phạt để giữ vững ngôi vương hùng vé. Ngoài ra, cả Lý Hải và Minh Hà là thương hiệu Lật Mặt đều có bia miệng rất tốt, tạo những hào cảm cho khán giả. Tiếng lành đồn xa, hiệu ứng truyền miệng của khán giả cũng góp phần giúp phim được chú ý hơn. 6 phần phim tiền nhiệm của Lật Mặt hiện đã đến với thị trường quốc tế. Khi được đem chiếu trên các nền tảng trực tuyến, điều này cũng tạo tiền đề vững chắc cho Lật Mặt 7 khi xuất ngoại nếu có. Dù được đón nhận rộng khắp, nhận nhiều đánh giá tích cực, song Lật Mặt 7 vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Nếu như các phần tiền nhiệm, Lý Hải phát huy sở trường hành động với kịch bản nhiều của Thuyết, thì Lật Mặt 7 anh thử sức với thể loại phim chữa lành, khai thác đề tài gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng Lý Hải đã đi vào lối mòn trong cách làm phim kịch bản phần 7, có nhiều điểm chưa hợp lý. Khán giả kỳ vọng ông xã Minh Hà sẽ giữ vững phong độ, sáng tạo hơn nữa trong các phần phim tiếp theo. Vì sao Lật Mặt 7 không có vai phản diện vẫn hút khách, chạm đến trái tim khán giả?
Dù một tí phim tình cảm gia đình không hề mới, nhưng Lật Mặt 7, Một Điều Ước của Lý Hải vẫn gây sốt với doanh thu khủng cùng nhiều lời khen ngợi của khán giả. Rất nhiều khán giả bày tỏ xúc động vì thấy một phần mình trong phim. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người, dù mạnh mẽ, cũng phải sụt sùi nước mắt. Kịch bản không mới nhưng vẫn khác biệt. Yếu tố thứ hai giúp phim ghi dấu ấn là kịch bản nhẹ nhàng, không có nhân vật phản diện nhưng vẫn có thể làm sao xuyến trái tim khán giả. Đa phần bộ phim hiện nay từ truyền hình đến điện ảnh đều lấy drama, tạm hiểu là tình tiết kịch tính làm trung tâm. Không ít phim còn khiến khán giả mệt mỏi, ngán ngẩm khi xem. Thế nên việc Lý Hải sáng tạo nên một kịch bản nhẹ nhàng vừa đáp ứng nhu cầu của khán giả, vừa chạm đến cảm xúc của họ. Lý Hải chia sẻ, cảm hứng để anh xây dựng kịch bản Lật Mặt 7 là từ chính gia đình mình, người mẹ của anh. Tên của bà hai trong phim cũng trùng với tên của mẹ anh, chỉ khác họ. Số người giảm con xuống là 5 để dễ dàng sắp xếp đường dây câu chuyện. Nhiều khán giả tranh cãi việc phim không có nhân vật phản diện. Lý Hải cho biết, anh kể theo một góc nhìn tích cực rằng mọi người trong xã hội không phải ai cũng xấu. Anh muốn kể câu chuyện tích cực đó để mọi người thấy xã hội tươi đẹp chứ không hề u ám. Sự bình dị, gần gũi đã giúp Lý Hải chiếm trọn tình cảm của khán giả. Hiệu ứng truyền thông tốt. Lý Hải được xem là nhà sản xuất, đạo diễn mắt tay khi ra phim nào cũng thành công cả ở doanh thu và chất lượng phim. Nhiều người nổi tiếng, chuyên gia đánh giá phim ảnh có lượng người theo dõi khủng cũng dành cho Lật Mặt 7 những lời khen ngợi. Đây được cho là những cầu nối kết nối phim đến với khán giả. Khi người người, nha nha cùng đến rạp xem phim, bình phẩm về phim, thì ai cũng muốn đến rạp cho dù ban đầu họ mua vé chỉ vì tò mò, nhưng về sau đó sẽ bị chinh phục. Trên trang cá nhân, chuyên gia đánh giá phim Lê Hồng Lam nhận xét, Lật Mặt 7 là một bộ phim sạch và lành, chạm vào cảm xúc của công chúng. Dù vẫn còn nhiều khuôn mẫu và không phải là bộ phim xuất sắc, thành công lớn nhất của Lý Hải là chinh phục được khán giả, đại chúng thông qua câu chuyện về sự bao dung của người mẹ, được lấy cảm hứng từ người mẹ của chính anh. Phim cũng được đầu tư hoành tráng, đặc biệt là những đại cảnh. Diễn xuất của hầu hết các diễn viên đều tốt, góp phần khắc họa thành công cho các nhân vật, đặc biệt là nghệ sĩ Thanh Hiền, chưa từng đóng vai chính, đã đưa nhân vật bà Hải trở thành linh hồn của phim.